Bosch là một trong những thương hiệu vô cùng được ưa chuộng khi mà chúng ta chọn mua một chiếc máy rửa chén. Và tất nhiên Bosch có rất là nhiều những series khác nhau. Vậy thì nếu như mà bạn lỡ như chuẩn bị chọn mua và đang phân vân giữa là chọn giữa series 4 và series 6 hay là series 8, vậy thì điểm khác biệt của chúng là gì? Làm sao để mà mình phân biệt và cũng như là những cái điểm hơn thua? Ok, ở trong video ngày hôm nay thì Vân cũng sẽ so sánh một cách kỹ càng, đó chính là điểm khác biệt giữa máy rửa chén Bosch series 4 và series 6 nhé. Nếu như mà bạn định phân biệt giữa Bosch series 4 và Bosch series 6 thông qua thiết kế thì xin lỗi, các bạn đã nhầm rồi. Đó chính là ở những cái em series 4 thì cái thiết kế có thể gặp nút cơ, nhưng ở series 6 các bạn cũng có thể gặp nút cơ hoặc là nút cảm ứng như thế này cũng được. Chính vì vậy đừng phân biệt qua đó nha. Mà đầu tiên đó là các bạn có thể nhìn vào số dàn rửa. Thực tế thì ở series 4 có một số con có 2 dàn rửa hoặc có những con được trang bị 3 dàn rửa như thế này. Và ở đây chúng ta có một em series 6 cũng sẽ được trang bị 3 dàn rửa. Đó, mình sẽ kéo ra cho mọi người dễ thấy ha. Tuy vậy nhìn chung thì ở những con series 6 á, cái dàn rửa nó sẽ linh hoạt và các bạn có thể tăng giảm được dễ dàng hơn. Đó, còn ở series 4 thì tất nhiên là sẽ không khó hơn rồi. Bây giờ mình sẽ đóng lại các cái dàn rửa này nha. Về chức năng của hai series này á, ở series 4 thường thì sẽ chỉ có 6 chức năng, còn đối với series 6 thì nó sẽ có khoảng 8 chức năng. Cụ thể nha, ở đây là một em series 4 chúng ta sẽ gặp 6 chức năng dễ gặp thấy. Thứ nhất đó chính là chế độ rửa cho nồi 70 độ C, rửa tự động nè, rửa eco, đây gọi là rửa tiết kiệm, rồi rửa yên tĩnh nè, rửa ly nè và rửa 1 giờ. Đó chính là những chức năng cơ bản của một em series 4. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có thêm một số những cái chức năng hỗ trợ tăng cường, ví dụ như hẹn giờ nè, diệt khuẩn nè, đó, hoặc là sấy tăng cường ở đây. Ở những cái em máy rửa chén Bosch series 4 thì nó sẽ có khoảng tầm 6 chức năng, trong khi đó series 6 thì nó sẽ được trang bị từ 8 hoặc là nhiều hơn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Ở em series 4 này nè mọi người nhìn thấy đó là nó sẽ có 6 chức năng cơ bản: rửa nồi 70 độ C, rửa tự động 45 cho đến 65 độ, rồi rửa eco 50 độ, rửa yên tĩnh 50 độ, rửa ly 40 độ và rửa 1 giờ. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có thêm một số những chức năng tăng cường, ví dụ như là Vario Speed, có nghĩa là ví dụ như bạn muốn cái thời gian rửa nó ngắn lại thì mình có thể chọn cái lúc này. Rồi, rửa này là rửa diệt khuẩn ha. Cái này là sẽ là sấy tăng cường, các bạn có thể hẹn giờ rửa ở đây. Và ở đây đó chính là chế độ tự vệ sinh máy. Đó. Rồi, so với cái em series 4 thì series 6 nó nhiều hơn ở những cái chức năng. Đó là gì? Đầu tiên mọi người sẽ thấy đó là nó có tới 8 chức năng. Rồi, đầu tiên cũng sẽ có những chức năng cơ bản như là rửa nồi nè, rửa tự động nè, rửa eco, rửa yên tĩnh rồi đúng không? Rửa ly cũng có, rửa 1 giờ cũng có. Đây, chức năng tăng cường thêm đó là rửa ly tách. Đây nè, 45 độ C, hai chế độ này nó sẽ khác nhau nha mọi người. Cái này, cái nó thêm đó là rửa chén. Ở phía bên này thì các bạn có thể tăng giảm giờ hẹn nè. Đó, cái này sẽ là rửa chuyên sâu, ví dụ như là một số những cái loại son nồi nó cực kỳ dơ luôn và bạn muốn rửa sạch thì bạn có thể thêm về cái chức năng này. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có thêm chức năng sấy tăng cường nè, diệt khuẩn nè, vệ sinh máy nè. Chức năng cuối cùng đó chính là Vario Speed. Đó, ngoài ra thì nó cũng sẽ có thêm đó là chế độ khởi động nè, hoặc là chế độ nguồn thì nó cũng giống nhau cả. Điểm khác biệt tiếp theo mà mình muốn nói đến ở hai series này đó chính là ở công nghệ sấy. Ở những cái dòng máy series 4 này á, nó sẽ sử dụng công nghệ sấy ngưng tụ. Ưu điểm của nó chính là rất tiết kiệm điện. Tuy nhiên cái nhược điểm đó là nếu như mà bạn sử dụng những cái đồ nhựa thì thực sự là hiệu quả sấy nó sẽ không cao. Và tiếp theo nữa đó là ở một số những cái gia đình á, họ hay sử dụng những cái son nồi hoặc là cái ly á, nó có cái phần trũng này nè, nó trũng nhiều á mọi người. Thì thường một số những khách hàng feedback đó là nếu mà các bạn sử dụng công nghệ sấy của series 4 á, thì nước nó sẽ đọng lại ở trên những cái trũng này. Trong khi đó
series 6 nó lại sử dụng công nghệ sấy, đó chính là hạt zeolit. Cái hạt zeolit này có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng những cái hạt và từ đó sẽ làm khô hoàn toàn 100%. Kể cả ví dụ như là các bạn sử dụng những cái loại son chén mà cái phần chủng này nó sâu hơn một chút xíu thì vẫn có cái hiệu quả làm khô được tốt hơn, và tất nhiên là vẫn sẽ tiết kiệm điện. Ở những cái dòng máy rửa chén Bosch, có nghĩa là đời càng cao thì nó sẽ lại càng được cải tiến. Ví dụ cụ thể nhất, độ ồn ở series 2 chúng ta có thể gặp thường đó là nó sẽ rơi vào khoảng 46 decibel, trong khi đó ở series 4 thì độ ồn sẽ còn giảm xuống khoảng độ 46 decibel, và tương đương đó là series 6 thì độ ồn chỉ có khoảng 44 decibel, và nếu như các bạn chọn mua series 8 thì độ ồn nó chỉ khoảng tầm 42 decibel thôi. Một trong những lý do mà tại sao khách hàng Việt Nam luôn chọn lựa mua máy rửa chén Bosch không phải là vì nó rửa sạch không, mà vì cái mức độ tiết kiệm năng lượng của nó còn cao nữa. Với những cái dòng máy rửa chén Bosch, bao giờ cái tiết kiệm năng lượng của nó cũng trên mức A, có nghĩa là A++ đó mọi người. Và ở đây thì ví dụ như là một cái em máy rửa chén ở series 4 á, nó sẽ rửa mất khoảng tầm 7.5 cho đến 9.5 lít nước đó mọi người, cho một cái chương trình rửa. Thì ở những cái em series 6 hoặc là series 8 á, nó sẽ mất ít hơn, khoảng độ tầm từ 6 cho tới 7 lít nước cho một lượt chương trình rửa thôi. Hy vọng rằng với những cái sự so sánh của Vân về hai dòng series 4 và 6 sẽ giúp cho các bạn có một sự lựa chọn chính xác nhất. À, một điều mà Vân quên nó không nhắc đến nữa đó chính là về mức giá. Tất nhiên đời càng cao thì cái mức giá của những em series này nó sẽ lại càng cao hơn. Tuy nhiên thì các bạn có thể cân nhắc dựa trên cái nhu cầu gia đình của mình, và nếu như mà cái kinh phí mình nó hạn hẹp một chút xíu, đừng lo lắng, tại vì dù các bạn đang sử dụng series 4 vẫn còn ổn áp và ngon chán hơn những em khác. Thôi bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở một video sau nha. Bye bye.